Ngu dại độc phi không dễ chọc, chương 56. Thiếu niên, nguồn truyện audio cv.com. Buổi sáng, quản gia Minh Thúc mang theo Mục Thanh Ca cùng Sương Khói Lăng Phong đám người ngồi xe ngựa hướng tướng phủ thiên viện xuất phát. Kia chỗ thiên viện ở ly kinh đô vùng ngoại thành đều có mấy dặm địa phương. Vị trí xa xôi, hơn nữa lộ không dễ đi, xe ngựa đi qua đi đều lung lay, Mục Thanh Ca khó chịu đều muốn trực tiếp đi đường qua đi. Nhưng là nghe được A Thúc nói còn có một chặng đường cũng liền từ bỏ. Chỉ có thể khẽ cắn môi chịu đựng, làm cho A Thúc mặt nàng lại không thể lấy ra ngân châm chát chính mình hai hạ. Có một số việc biết đến người càng ít càng tốt, nàng đều không phải là không tin A Thúc mà là không nghĩ liên lụy hắn. Thật vất vả tới mục đích địa, Mục Thanh Ca gấp không chờ nổi nhảy xuống xe ngựa cả người đều lung lay hướng trên mặt đất đảo đi. May mắn Lăng Phong tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, Mục Thanh Ca sắc mặt tái nhợt, Minh Thúc nhìn đến Mục Thanh Ca bộ dáng tự trách lại đau lòng nói. Này giai đoạn rất khó đi, A Thúc đều nói làm A Thúc tiếp Thất Di Nương thì tốt rồi. Mục Thanh Ca xua xua tay nói, Thất Di Nương hẳn là cái quật cường kiên cường người. Nếu là phái A Thúc tới đón chỉ sợ nàng còn sẽ chối từ, lại nói nàng nói đến cũng là tướng phủ Thất Di Nương, là ta trưởng bối, ta tự mình tới đón mới có thể cho thấy thành ý. Minh Thúc gật gật đầu, Thất Di Nương ở chỗ này bị rất nhiều khổ, chính mình sinh hài tử, mang hài tử, còn muốn chiếu cố đệ đệ, còn muốn người khác sai xử, ngẫm lại đều đáng thương a. Mục Thanh Ca đi rồi một đoạn lúc sau nhìn trước mặt địa phương, cười như không cười nhìn Minh Thúc nói. A Thúc, đây là chúng ta thiên viện. Sương Khói đỡ Mục Thanh Ca nhìn phía trước rách nát phòng ở một trận vô ngữ. Nàng còn tưởng rằng là cái không tồi sân, không nghĩ tới liền một cái rách tung tóe nhà tranh. Bên ngoài dưỡng không ít nông đồ ăn còn có mấy chỉ tiểu kê thoạt nhìn nhưng thật ra cùng thôn trang giống nhau. Bất quá ở khoảng cách nhà tranh cách đó không xa có một chỗ sân. Thoạt nhìn còn tính không tồi, Sương Khói nghĩ hẳn là kia chỗ chuẩn bị mang theo tiểu thư quá khứ thời điểm, lại nhìn đến nhà tranh ra tới một cái ăn mặc rách tung toé tiểu hài tử đi ra. Tiểu hài tử thoạt nhìn cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng. Trụi lùi đầu phía trước có một chọc tóc, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Hài tử bạch bạch nộn nộn, lại rất nhỏ gầy, trên người quần áo thoạt nhìn cũng là vài món rách tung toé quần áo khâu vá lên. Mục Thanh Ca nhìn đến cái kia tiểu hài tử liền đã biết là ai. Minh Thúc chuẩn bị qua đi, Mục Thanh Ca lại kéo lại Minh Thúc khẽ lắc đầu, bởi vì nàng nhìn đến từ thiên viện bên kia đi ra hai cái ma ma vẫn luôn hướng về nhà tranh đi. Bởi vì bọn họ chạm địa phương bị chặn, cho nên không có người nhìn đến bọn họ. Chuyện audio cv.com, Mục Thanh Ca nhìn đến từ nhà tranh đi ra một nữ nhân cùng thiếu niên. Nữ nhân cùng thiếu niên trên người quần áo đều là cũ nát. Còn có vài cái may vá động, nữ nhân tuy rằng xuyên cũ nát lại như cũ che không được nàng tinh xảo rào hảo khuôn mặt. Thiếu niên ngũ quan cực giống nữ nhân, so nữ nhân còn nhiều vài phần tuấn lãng, nếu là xuyên một thân sạch sẽ xiêm y một chút đều không cần những cái đó vương hầu bọn công tử kém. Hai cái ma ma trực tiếp chỉ huy nữ nhân cùng thiếu niên làm việc. Hơn nữa trong tay còn cầm roi, chỉ cần nữ nhân hoặc là thiếu niên dừng lại liền hướng nhân ra trên người rút đi. Liền cái kia tiểu hài tử đều không buông tha, nữ nhân cùng thiếu niên cẩn thận che chở tiểu hài tử tuy rằng mới 4 tuổi nhiều nhưng là đã thực hiểu chuyện, biết giúp đỡ mẫu thân cùng cữu cữu làm việc. Nhìn hai cái ma ma đem trong tay quần áo ném ở nữ nhân trước mặt. Nữ nhân trực tiếp cầm lấy tới đặt ở trong bồn mặt bắt đầu tẩy. Mà thiếu niên còn lại là ngồi ở một bên làm cái sọt, tiểu nam hài đi theo một bên nghiêm túc cấp cựu cữu đệ mộc điều, hai cái ma ma liền nghênh ngang ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa. Mục Thanh Ca tầm mắt vẫn luôn chú ý cái kia tiểu nam hài. Có thể là bởi vì huyết thống quan hệ làm nàng cảm thấy tiểu nam hài phi thường thân cận. Nàng nhìn ra nhân này tình hình gần đây hơi hơi nhướng mày sau đó trực tiếp đi qua. Trước hết chú ý bọn họ chính là thiếu niên kia. Thiếu niên không có gặp qua bọn họ, lại nhận thức đi theo Mục Thanh Ca phía sau Minh Thúc, liền dừng động tác mà hai cái ma ma cũng thấy được ngoại lai người sắc mặt hơi hơi trầm xuống đứng lên. Các ngươi là ai? Hai cái ma ma nhìn đến gần Mục Thanh Ca, nhìn nàng quần áo hoa lệ, khí chất phi phàm, hẳn là không phải người thường ra tiểu thư, đương nhìn đến phía sau Minh Thúc, các nàng vội vàng tiến lên kêu. Nguyên lai là Minh quản gia tới, không biết lần này Minh quản gia lại mang theo cái gì tới xem các nàng.
Mục Thanh Ca nghe thế câu nói hơi hơi nhướng mày nhìn về phía Minh Thúc giải thích nói. Trước kia ta Vân An Thất Di Nương đều sẽ mang theo đồ vật, bất quá đại đa số đều vào hai người kia bụng, các nàng là Tam Di Nương phái tới trông giữ Thất Di Nương. Mục Thanh Ca nhàn nhạt gật đầu, lại nhìn đến đứng ở một bên tiểu nam hài mở to hai chỉ lượng lượng đôi mắt nhìn chính mình, mà bên kia nữ nhân kia đã đứng lên nhu nhu kêu. Minh Thúc, Minh quản gia gật gật đầu sau đó đối với hai cái ma ma nói. Các người có thể rời đi, ta là tới đón các nàng hồi phủ. Bọn họ cả kinh, mà hai cái ma ma sắc mặt khẽ biến nói thẳng. Ta thuyết Minh quản gia, người nói hàng A. Chúng ta chính là Tam Di Nương tự mình phái lại đây. Không có Tam Di Nương khẩu lệnh chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem người thả ra đi. Ta khuyên Minh quản gia vẫn là không cần xen vào việc người khác hảo, đừng tưởng rằng mang theo mẫu gia tiểu thư lại đây liền có thể mang đi các nàng. Làm cẩn, vị này chính là đại tiểu thư. Minh Túc trách mắng, cái gì đại tiểu thư? Chúng ta chỉ biết tướng phủ chỉ có một vị tiểu thư. Đó chính là chúng ta chỉ Lan tiểu thư, ta xem vị cô nương này mi thanh mục tú, không chạy nhanh đi cũng đừng trách chúng ta cũng đem các ngươi lưu lại. Sương khói trực tiếp đi lên một chân một cái trực tiếp đem hai cái ma ma gạt ngã trên mặt đất. Một bên tiểu nam hài sợ hãi tránh ở thiếu niên phía sau, thiếu niên ánh mắt đen tối không rõ nhìn Mục Thanh Ca tầm mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Các ngươi cư nhiên dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta chính là Tam Di Nương. Tam Di Nương, Mục Thanh Ca khinh thường nhìn lại. Tam Di Nương ốc còn không mang nổi mình ốc còn sẽ để ý các ngươi. Ngần ấy năm ta nhưng thật ra không biết nàng cư nhiên còn có bổn sự này. Cư nhiên tự mình đem Thất Di Nương giam giữ tại đây, chúng ta tướng phủ duy nhất nam tự cư nhiên bị các ngươi như vậy đối đãi. Nàng thanh âm dị thường thanh lãnh, làm người không rét mà run. Minh quản gia đi đến Thất Di Nương bên người nói. Thất Di Nương, vị này chính là đại tiểu thư, lần này đại tiểu thư tiến đến chính là tiếp các ngươi hồi phủ. Thất Di Nương gặp qua Mục Thanh Ca kia cũng chỉ là ở Mục Thanh Ca khi còn nhỏ, nàng biết tướng phủ có cái đại tiểu thư từ nhỏ ngu dại, lại không có nghĩ đến. Thất Di Nương mặc kệ như thế nào vẫn là tiến lên kêu. Đại tiểu thư, Thất Di Nương là thừa tướng cha Di Nương, là Thanh Ca trưởng bối, này 5 năm tới làm Thất Di Nương chịu khổ, lần này ta tới chính là vì tiếp các ngươi trở về. Thất Di Nương nhìn xem bên kia đứng thiếu niên cùng nhi tử. Đa tạ đại tiểu thư ân điển, chúng ta cảm thấy ở chỗ này khá tốt. Nàng không nghĩ lại quá cái loại này nơm nớp lo sợ nhật tử. Nàng không nghĩ muốn chính mình đệ đệ bị người ta nói thành ăn cơm mềm vô dụng người. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện người một nhà đãi ở chỗ này, tuy rằng khổ nhưng là có thể vẫn luôn ở bên nhau chưa chắc không phải một chuyện tốt. Mục Thanh Ca tựa hồ biết nàng suy nghĩ. Nàng nhìn nhìn đứng ở nơi đó thiếu niên. Từ bọn họ xuất hiện ở chỗ này hắn liền không có nói qua một câu, sắc mặt nhàn nhạt làm người nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, vị này thiếu niên chỉ sợ không giống đơn giản như vậy. Cách Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 57 Nháo sự, nguồn chuyện audio cv.com Minh quản gia tiến lên đối với Thất Di Nương nói. Thất Di Nương, lần này đại tiểu thư chính là riêng vì các ngươi mà đến nỗi ở tướng phủ sự tình ngươi căn bản là không cần lo lắng. Hai cái ma ma tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nghĩ đến Mục Thanh Ca tuy rằng là tướng phủ đại tiểu thư, nói đến cùng cũng bất quá chính là một cái không được sủng ái nữ oa, vì thế lập tức đứng lên kêu lên. Nguyên lai là đại tiểu thư. Nhưng là đại tiểu thư chớ có đã quên hiện tại trong phủ chính là chúng ta Tam Di Nương làm chủ. Các ngươi căn bản là không có tư cách mang đi những người này, nếu là bị Tam Di Nương biết các ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Nga, phải không? Ta là không biết chính mình chết như thế nào, bất quá các ngươi chết như thế nào vẫn là biết đến. Âm lãnh nói làm hai cái ma ma liên tục lui về phía sau, Mục Thanh Ca nhìn về phía Thất Di Nương nói. Di Nương, cho rằng nên xử trí như thế nào các nàng? Thất Di Nương nhân từ nương tay, không biết làm sao nhìn Mục Thanh Ca, mà cái kia thiếu niên lạnh lùng nói. Sát, Nguyên Nhi, Thất Di Nương cau mày nhìn vẻ mặt sát ý thiếu niên, dù cho các nàng có quá nhiều sai, cũng không nên dễ dàng muốn người tánh mạng. Mục Thanh Ca nhìn thẳng tắp nhìn chính mình thiếu niên, khóe miệng bất động thần sắc gợi lên một tia cười. Không có làm nàng thất vọng.
Nàng nghiêng đầu nhìn mắt Lăng Phong. Lăng Phong nháy mắt rút ra trường kiếm, hai cái ma ma đều còn không có mở miệng xin tha cũng đã nhất kiếm phong hầu. Thiếu niên tay mắt lanh lẹ che lại tiểu nam hài hai tròng mắt không cho hắn nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp, thất di nương kinh hô che miệng lại. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Mục Thanh Ca nhìn thất di nương nhàn nhạt nói ra. Thất di nương vì ta Mục gia sinh hạ duy nhất nam tử nguyên bản chính là đại công thần, chẳng lẽ thất di nương còn nghĩ làm ta Mục gia duy nhất nam tử vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt sao? Thất di nương nhíu nhíu mày. Cái này thiếu nữ căn bản là không giống như vậy bình thường thiếu nữ. Nàng cao quý, giết người càng là đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Căn bản là không có đem cái này thiếu nữ cùng 5 năm trước cái kia ngu dại nữ hài so sánh với. Nếu là trở lại tướng phủ còn không biết sẽ là tình huống như thế nào, nhưng nếu là làm chính mình nhi tử vẫn luôn đều sinh hoạt ở chỗ này, không ra đi tiếp xúc. Mục Thanh Ca nhìn cái kia tránh ở thiếu niên phía sau tiểu nam hài. Sắc mặt tuy rằng là cảnh giới nhưng là hai tròng mắt lại thủy nhuận nhuận xiếp là đáng yêu. Hơn nữa Mục Thanh Ca còn phát hiện cái này tiểu nam hài cùng nàng này mặt nạ phía dưới dung mạo có vài phần tương tự. Bọn họ là cùng cha khác mẹ tỷ đệ a. Trước kia Mục Thanh Ca cô độc thời điểm liền muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đệ đệ, đáng tiếc vẫn luôn đều không có như nguyện. Hiện giờ một cái tặng không đệ đệ đưa đến chính mình trước mặt có thể nào làm nàng không vui, Mục Thanh Ca đối với tiểu nam hài vẫy tay ôn nhu nói. Chuyện audio cv.com, Khang Nhi, ngươi kêu Khang Nhi phải không? Lại đây, làm tỷ tỷ nhìn xem. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn xem mẫu thân. Thấy mẫu thân gật gật đầu, tiểu nam hài vô băn khoăn trực tiếp hướng Mục Thanh Ca đi tới. Mục Thanh Ca ngồi xổm xuống thân mình nhìn tiểu nam hài trắng nõn sạch sẽ mặt. Khang Nhi có nguyện ý hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau về nhà a? Khang Nhi muốn cùng nương cùng cữu cữu cùng nhau. Đúng vậy, tỷ tỷ mang các ngươi cùng nhau về nhà được không a? Nhà của chúng ta nhưng lớn, còn có rất nhiều người có thể chiếu cố Khang Nhi, có tỷ tỷ bảo. Được không? Khang Nhi hiển nhiên bị Mục Thanh Ca thuyết phục, lại khăng khăng ngẩng đầu nhìn xem mẫu thân cùng cữu cữu, Mục Thanh Ca sờ sờ Khang Nhi đầu đứng dậy đối với thất di nương nói. Ta biết di nương đang lo lắng cái gì, nhưng là di nương chính mình ngẫm lại tình nguyện cả đời đãi ở chỗ này bình bình an an vẫn là nguyện ý vì Khang Nhi tiền đồ liều một lần. Thất di nương nắm chặt chính mình nắm tay, mà thiếu niên Lý Nguyên đi đến tỷ tỷ bên người. Tỷ ta tình nguyện hoanh hoanh liệt liệt chính là cũng không muốn lại đương rùa đen rút đầu. Hắn đã qua đủ rồi loại này sinh hoạt, hắn cũng có rộng lớn khát vọng, hắn không hy vọng cả đời sinh hoạt ở chỗ này. Thất di nương trong mắt phiếm nước mắt, nghiêm túc nhìn chính mình đệ đệ. Đệ đệ có bao nhiêu nỗ lực, có bao nhiêu dụng công nàng là biết đến. Ở không ai nhìn đến địa phương hắn luôn là khăng khăng viết chữ. Đọc sách, nhà bọn họ ban đầu cũng là thư hương dòng dõi. Phụ thân là dạy học, thất di nương từ nhỏ tinh thông tứ thư ngũ kinh, ở chỗ này 5 năm nàng cũng ở nhàn rỗi thời điểm giáo giáo chính mình đệ đệ cùng nhi tử chính là thời gian vĩnh viễn đều là ngắn ngủi. Hảo, thất di nương cuối cùng vẫn là gật đầu. Sau lại ở không có người địa phương, thất di nương đơn độc cùng Mục Thanh Ca nói. Đại tiểu thư, ta tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi phải làm sự tình không cần liên lụy đến ta đệ đệ cùng nhi tử, ta hy vọng bọn họ bình bình an an. Mục Thanh Ca cười nói, di nương có thể yên tâm, ngươi đệ đệ xa xa so ngươi trong tưởng tượng cường đại hơn, đến nỗi Khang Nhi, ngươi càng không cần lo lắng, hắn là ta tướng phủ duy nhất nam tử, cũng là ta đệ đệ. Mục Thanh Ca sẽ nghĩ tiếp thất di nương trở về. Đơn giản chính là thất di nương là tam di nương trong lòng một cây thứ. Nếu là làm tam di nương biết thất di nương mang theo thừa tướng cha nhi tử trở về chỉ sợ sẽ khí hộc máu, mà Mục Thanh Ca tắc sẽ không từ bỏ chèn ép tam di nương bất luận cái gì cơ hội. Tướng phủ đại môn, thất di nương xuống xe ngựa nhìn quen thuộc rồi lại xa lạ đại môn. Cự nay 5 năm nàng đều chưa từng bước vào. Nam nhân kia tại đây 5 năm trong vòng nàng không ngừng một lần nhớ tới. Chính là mỗi lần đều là ức chế không được đau lòng. Dần già, này trái tim sớm đã là vỡ nát, không bao giờ sẽ ham không thuộc về chính mình ấm áp, nàng hiện tại chỉ cần chiếu cố hảo nhi tử cùng đệ đệ thì tốt rồi. Mục Thanh Ca sắc mặt hơi hơi tái nhợt,
mà dọc theo đường đi cùng nàng tục lên ấu đệ Khang Nhi quả thực chính là không thể rời đi Mục Thanh Ca. Hiện tại còn muốn Mục Thanh Ca ôm, nhưng là Mục Thanh Ca ngồi lâu như vậy xe ngựa đã ôm không được. Lăng Phong ngồi xổm xuống thân mình đem trên mặt đất nho nhỏ người trực tiếp bế lên. Thất Di Nương kinh ngạc nhìn Lăng Phong cùng chính mình nhi tử tuy rằng hiểu chuyện nhưng là luôn luôn sẽ không làm không thân ôm chính mình, mà hiện giờ lại. Khang Nhi hiển nhiên thực thích Lăng Phong, ôm cổ hắn cười ngọt ngào, Lăng Phong lạnh băng hai tròng mắt dần dần hòa tan. Mà tướng phủ cửa có không chỉ là bọn họ, còn có một đám người, Minh Thúc cau mày đối với Mục Thanh Ca nói. Là Triệu gia người, Mục Thanh Ca lạnh lùng cười nói. Tới thật đúng là mau a. Chỉ nghe được Triệu Mẫn thanh thân đệ đệ Triệu Mẫn Kính đối với tướng phủ kêu lên. Kêu các ngươi thừa tướng đi ra cho ta, không cần lại đương rùa đen rút đầu, Mục Nguyên, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Triệu Mẫn Kính ỷ vào chính mình muội muội được Mục Nguyên sủng ái, liền kiêu ngạo Mục Vô Vương pháp. Lớn mật, Minh Thúc cả giận nói, hắn đi qua đi kêu lên. Chúng ta tướng ra tên cũng là các ngươi những người này có thể gọi thẳng sao? Nga ta nhận thức ngươi, ngươi là quản gia đi, nói các ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, vì cái gì muốn đem chúng ta phòng ở cùng cửa hàng thu hồi đi. Triệu Mẫn Kính như cũ kiêu ngạo, có ý tứ gì, Mục Thanh Ca hừ lạnh một tiếng, kia chính là chúng ta Mục gia đồ vật, các ngươi Triệu gia tính thứ gì, cũng xứng có được chúng ta Mục gia phòng ở cùng cửa hàng. Vừa rồi những người đó tự nhiên thấy được Mục Thanh Ca. Bất quá không có đem nàng đương một chuyện, hiện giờ nhìn đến Mục Thanh Ca nói chuyện sôi nổi đều kinh ngạc, Mục Thanh Ca đối với Thất Di Nương nói. Sương Khói mang theo Thất Di Nương cùng Lý Công Tử cùng Tiểu Thiếu ra đi vào trước cách trương. Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc chương 58. Phụ tử gặp nhau, nguồn truyện audio cv.com. Sương Khói còn không có nói chuyện, bên này Lý Nguyên cũng đã lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Kỳ thật hắn là muốn nhìn một chút Mục Thanh Ca rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, như thế nào giải quyết bên này sự tình. Mục Thanh Ca cười như không cười nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên gương mặt ửng đỏ tựa hồ bị người xem thấu trong lòng xiếc. Mục Thanh Ca cũng không có cùng hắn so đo, trực tiếp đi hướng bên kia Triệu gia người, Triệu Mẫn Kính nhìn Mục Thanh Ca nói lắp nói. Ngươi là người nào? Đứng ở ta địa phương, ngươi còn hỏi ta là ai, không cảm thấy thực buồn cười sao? Mục Thanh Ca châm chọc nói. Triệu Mẫn Kính, ngươi cửa hàng phòng ở sở hữu khế đất đều ở tay của ta, hiện tại ta thu hồi tới có gì không thể? Ngươi, những cái đó đều là ta muội muội mua cho ta, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng hiện tại ta là tướng phủ trưởng gia nhân. Hiện tại tướng phủ làm chủ không phải ngươi muội muội, mà là ta. Ta không có hướng ngươi phải về kia mười mấy vạn lượng bạc liền không tồi. Đúng rồi, nếu là ta không có nhớ lầm nói, nhà ngươi phần mộ tổ tiên tựa hồ cũng là ta Mục gia địa phương, ngươi nên không phải là hy vọng ta đem nhà ngươi phần mộ tổ tiên cấp lột đi. Ngươi dám, Triệu Mẫn Kính khí liên tục lui về phía sau. Ngươi cho rằng ta thật sự không dám sao? Ta chỉ là không nghĩ ô uế chính mình tay, Minh Thúc, chúng ta tướng phủ là địa phương nào, cũng là bọn họ những người này có thể tùy tiện tới sao a? Trực tiếp cho ta hoành đi. Nói xong, trực tiếp phất tay áo rời đi. Ngươi, Mục Thanh Ca, lớn mật chúng ta đại tiểu thư chính là Hoàng thượng thân phong Thụy Dương quận chúa há là các ngươi này đó phàm phu tục tử có thể thẳng hô tên, ngươi tới, cho ta đánh ra đi. Mà bên này Mục Thanh Ca cũng đã mang theo Thất Di Nương đám người đi vào tướng phủ chút nào không để ý tới mặt sau bi thương giống lên một tiếng. Bên này mới vừa vào cửa, bên kia Mục Nguyên liền khí thế vội vàng đi tới. Mục Thanh Ca, ngươi một hai phải đem ta tướng phủ hủy đi không được sao? Thừa tướng cha, lời này từ đâu mà nói lên? Mục Thanh Ca ủy khuất mở ra tay, không rõ nguyên do nhìn Mục Nguyên. Mà Thất Di Nương đang xem đến Mục Nguyên thời điểm toàn thân run lên. Vành mắt hơi hơi phiếm hồng lại nhịn xuống không cho nước mắt chảy xuống tới. Trong tay gắt gao ôm chính mình nhi tử, nàng biết Khang Nhi lớn lên nhiều giống hắn, Mục Nguyên không có chú ý tới bọn họ trực tiếp đối với Mục Thanh Ca quát. Triệu gia người như thế nào sẽ làm tướng phủ nháo? Người rốt cuộc làm cái gì? Còn có chỉ Lan đối ta nói, ngươi đem nàng cùng Tam Di Nương trong viện người đều tìm đi rồi là chuyện như thế nào? Nữ nhi nhưng cái gì đều không có làm.
Nếu nói thật làm cái gì? Thừa tướng cha không bằng hảo hảo hỏi một chút ngươi tam di nương làm cái gì? Không bằng hảo hảo đi xem phòng thu chi chúng ta tướng phủ thu chi. Chúng ta tướng phủ nghèo chỉ kém không có gì ăn, dưỡng như vậy nhiều phế vật làm cái gì, nữ nhi không có đi động thừa tướng cha trong viện người cũng đã thực hảo. Ngươi nói cái gì? Mục Nguyên nghe được câu kia không có gì ăn hai mắt trừng, theo sau nhìn đến đứng ở Mục Thanh Ca phía sau nữ nhân. Tuyết nương, ngươi, thất di nương ôm nhi tử lôi kéo đệ đệ quỳ xuống. Tướng gia, Mục Thanh Ca nhìn xuất thần Mục Nguyên âm thầm gật gật đầu, còn tính không tồi còn có thể đủ nhớ rõ thất di nương trông như thế nào, Mục Nguyên kinh ngạc nói. Ngươi không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn còn nhớ rõ 5 năm trước tam di nương đối với chính mình nói thất di nương bởi vì thân thể không hảo đi thiên viện tĩnh dưỡng. Sau lại chính mình có thứ muốn qua đi thăm, liền nghe được tam di nương nói thất di nương không có chịu đựng đã qua đời, lúc ấy hắn còn có chút cảm khái đâu. Thừa tướng cha, ngươi liền chính mình nữ nhân chết không chết cũng không biết a. Đã chết còn có thể cho ngươi sinh ra một cái nhi tử sao? Chuyện audio cv.com Nhi tử, ngươi là nói, Mục Nguyên chú ý tới thất di nương trong lòng ngực hài tử. Đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn nhìn Mục Thanh Ca, mà lại có nhìn xem mặt vô biểu tình Lăng Phong, thấy Lăng Phong đối chính mình gật đầu, Mục Nguyên đột nhiên nâng dậy thất di nương. Thật là ta nhi tử, thất di nương gật gật đầu, Mục Nguyên cao hứng cười to. Hảo, hảo a, ta thúc chờ hạ ngươi nhớ rõ cấp thừa tướng cha nhìn xem chúng ta tướng phủ sổ sách, nhìn xem mấy năm nay tam di nương rốt cuộc làm nhiều ít sự. Nói bước chân liền đã hướng chính mình lá dụng cư đi đến. Đến nỗi thất di nương an bài, ngươi xem làm, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Là, đại tiểu thư, Minh Thúc đau lòng nhìn Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh. Lý Nguyên nhìn chăm chú Mục Thanh Ca rời đi thân ảnh. Tam di nương nhận được tin tức liên tục hộc máu, Mục Chỉ Lan chờ tam di nương tỉnh lại hỏi. Nương, ta thật sự còn có cái gì đệ đệ sao? Tiện nhân, không nghĩ tới cái kia tiện nhân cư nhiên còn có thể trở về. Tam di nương oán hận nói. Nàng năm đó nghĩ mọi cách muốn diệt trừ bọn họ ba cái. Nhưng là năm đó sự tình lại trong lúc vô tình bị quản gia đã biết. Nàng nếu là xuống tay khó bảo toàn quản gia có một ngày sẽ không cùng tướng gia nói. Vì thế nàng cũng chỉ có thể làm người coi chừng các nàng, lại không có nghĩ đến Mục Thanh Ca cư nhiên còn sẽ nhớ lại bọn họ. Mục Chỉ Lan cũng không thể tiếp thu. Nàng cư nhiên còn có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, nghe nói đệ đệ trở về lúc sau cha thích đến không được, đem trong phủ tốt nhất sân đều cho thất di nương, còn có nàng cái kia đệ đệ. Nương, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại không thể động các nàng, chúng ta chỉ có trước diệt trừ Mục Thanh Ca, mới có thể đi động bọn họ. Tam di nương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người cứu cứu bọn họ thế nào? Cứu cứu bị đuổi đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể ở tại nhà cũ bên trong. Ta đã phái người tặng chút ngân lượng qua đi, nhưng là nương kiên trì không được bao lâu, còn có cha đi xem xét sổ sách thời điểm liền sẽ phát hiện mấy năm nay. Nương, làm sao bây giờ? Không quan trọng. Dù sao cũng là một ít năm xưa nợ cũ. Hơn nữa ta hiện tại ở trong mắt hắn là người điên. Hắn là nam sở thừa tướng, muốn thể diện, hắn như thế nào đều không thể đối một cái kẻ điên làm ra sự tình gì tới, chỉ là Lan Nhi này đoạn sự tình muốn khổ ngươi. Nương, ta không có việc gì. Tam di nương gật gật đầu. Mục Nguyên xem xét sổ sách thời điểm mới biết được trong phủ cư nhiên chỉ còn lại có như vậy một chút tiền. Lập tức liền chạy đến tam di nương sân hung hăng trách cứ. Còn lấy ra giấy bút muốn hưu thê, là Mục Chỉ Lan quỳ thỉnh cầu đã lâu, nói nương đã thành một cái kẻ điên, nếu là lại bị hưu nhất định sống không nổi, Mục Nguyên lúc này mới dừng tay. Xem ra tướng gia đối Triệu Mẫn Hoàn trả là có vài phần cảm tình. Sương Khói nghe nói đối với Mục Thanh Ca nói. Mục Thanh Ca cười lạnh một tiếng. Này ngươi liền sai rồi, thưa tướng cha làm như vậy bất. Chính là không nghĩ mang tai mang tiếng, hưu một cái kẻ điên, này truyền ra đi có tổn hại hắn thừa tướng uy danh. Nói ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Không lên tiếng Lăng Phong. Lăng Phong ngươi nói phải không? Lăng Phong gật đầu, hắn đi theo Mục Nguyên cũng có mấy năm, tự nhiên thực hiểu biết hắn tác phong. Cách thiên, Mục Thanh Ca đi thất di nương sân liền nhìn đến Mục Chỉ Lan vẻ mặt ôn nhu ngồi ở chỗ kia cùng thất di nương nói chuyện. Một bên Lý Nguyên ngồi ở chỗ kia đọc sách viết chữ.
mà Mục Chỉ Lan còn thường thường đi đậu Khang Nhi. Chỉ tiếc Khang Nhi không thích cái này, tỷ tỷ vẻ mặt buồn bực cứng đờ, đương Khang Nhi nhìn đến Mục Thanh Ca thời điểm chân ngắn nhỏ đột nhiên chạy qua đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mục Thanh Ca ngồi xổm xuống thân mình đem chạy tới tiểu nhân ôm cái đầy cõi lòng, tiểu nhân Nhi ở Mục Thanh Ca trong lòng ngực làm nũng. Tỷ tỷ, Khang Nhi còn tưởng rằng tỷ tỷ không thích Khang Nhi hảo tưởng tỷ tỷ cách trương. Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 59. Không mất mặt nguồn chuyện audio cv.com. Mục Thanh Ca đem tiểu nhân Nhi bế lên tới. Tỷ tỷ sao có thể không thích chúng ta Khang Nhi đâu, Khang Nhi về sau nếu là tưởng tỷ tỷ, khiến cho nguyên cữu cữu mang theo Khang Nhi tới lá dụng cư được không? Khang Nhi. Vui vẻ gật gật đầu. Tối hôm qua hắn liền năn nỉ cữu cữu mang theo hắn đi xem tỷ tỷ. Nhưng là một bên hạ nhân nói, lá dụng cư đều không phải là ai đều có thể đi vào, đại tiểu thư không thích bị quấy rầy, Lý Nguyên liền chặt đứt cái này tâm tư, chỉ là an ủi Khang Nhi tỷ tỷ ngày mai liền sẽ tới xem hắn. Tỷ tỷ, Mục Chỉ Lan dịu ngoan kêu, nhìn đến Khang Nhi như vậy không hề băn khoăn vui vẻ nhào hướng Mục Thanh Ca, mà đối đãi chính mình thời điểm lại quạnh quẽ, Mục Chỉ Lan ánh mắt mang theo khinh thường. Đại tiểu thư, Thất Di Nương kêu. Thất Di Nương kêu Thanh Ca liền hảo. Thất Di Nương ôn hòa gật gật đầu. Đối đãi vị này như thế được sủng ái đại tiểu thư nàng vừa không nịnh nọt cũng không lạnh đạm. Mục Thanh Ca ôm Khang Nhi ngồi xuống, đối với bên cạnh Mục Chỉ Lan nói. Nghe nói Chỉ Lan muội muội đối ta đem ngươi trong viện người đều tiềm rất phi thường bất mãn. Mục Chỉ Lan thật cẩn thận cấp Mục Thanh Ca đổ một ly trà thủy, sau đó ôn nhu nói. Không thể nào, Chỉ Lan chỉ là cảm thấy kỳ quái con tưởng rằng tỷ tỷ sinh Chỉ Lan khí cho nên mới sẽ. Bất quá hiện giờ Chỉ Lan đã biết, Chỉ Lan này liền vì Chỉ Lan không hiểu chuyện cấp tỷ tỷ nhận lỗi. Nói nâng chung trà lên đưa cho Mục Thanh Ca thành khẩn nói. Mục Thanh Ca xem đều không xem kia ly trà nói thẳng. Chỉ Lan muội muội biết liền hào. Ít nhiều ngươi nương hiện tại tướng phủ là phi thường thời kỳ. Muội muội nếu là tiền nhiều không ngại trực tiếp giao ra đây cũng coi như là cho chúng ta tướng phủ làm điểm sự tổng so bạch bạch cấp người ngoài tiền muốn hảo đi. Mục Chỉ Lan sắc mặt trắng bệch nàng không nghĩ tới Mục Thanh Ca nhanh như vậy liền biết nàng đem tiền cấp cữu cữu tin tức chỉ là xấu hổ cười cười nói. Tỷ tỷ thực xin lỗi, thật sự là cữu cữu bên kia. Chỉ Lan muội muội, ta không ngại cho ngươi để cái tỉnh, ngươi họ Mục không phải họ Triệu, đương nhiên nếu là ngươi tưởng đổi cái dòng họ ta tin tưởng thừa tướng cha cũng sẽ thập phần vui. Tỷ tỷ ta không có. Mục Chỉ Lan nước mắt lưng tròng. Thất Di Nương nhìn Mục Chỉ Lan bộ dáng thực thông minh không có lựa chọn mở miệng. Ai đúng ai sai này đó đều không cần người đi phán đoán liền đã biết. Mấy năm nay Tam Di Nương đối chính mình làm sự tình tuy rằng không thể trả thù trở về. Nhưng là không thể nói nàng hoàn toàn không ngại, cho nên đối đãi nàng nữ nhi Thất Di Nương sao có thể không hề khúc mắc. Mục Thanh Ca uy một khối điểm tâm cấp Khang Nhi cái miệng nhỏ ăn, Mục Chỉ Lan thấy Mục Thanh Ca không có cho chính mình dưới bậc thang cắn cắn môi, sau đó đứng lên nói. Tỷ tỷ Thất Di Nương thực xin lỗi, Chỉ Lan còn muốn chiếu cố nương, liền cáo lui trước. Đi thôi, Thất Di Nương nhìn mắt Mục Thanh Ca sau đó nói. Mục Thanh Ca nhìn Lý Nguyên ở viết chữ, liền đem Khang Nhi buông trực tiếp đi qua đi, nhìn đến trên bàn nói. Kinh thi, xem hiểu sao, Lý Nguyên buông bút đứng lên gật đầu. Ân, hắn biết trước mặt người này có thể quyết định chính mình sinh tử. Mục Thanh Ca cầm lấy hắn viết giấy tuyên thành, mặt trên chữ viết phi thường đẹp, tuy rằng không tính là hồn hậu, lại viết thực ôn hòa, thấy tự như gặp người quả nhiên không tồi. Người thích nhất cái gì thư? Tính kinh, Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên, nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói kinh thi trong vòng lại không có nghĩ đến cư nhiên là tính kinh, hiện tại nói cách khác toán học trong vòng. Tính kinh ngươi xem xong rồi sao? Chỉ nhìn khúc dạo đầu. Không có thư, Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Không tồi quá sẽ ta làm người đem tính kinh đưa lại đây, về sau thích nhìn cái gì thư trực tiếp đi thư phòng xem. Nói xong liền nhìn về phía Thất Di Nương, Khang Nhi chạy đến chính mình bên chân, ôm Mục Thanh Ca đùi nói.
tỷ tỷ, ta cũng phải nhìn thư, ta cũng phải nhìn thư. Mục Thanh Ca bế lên Khang Nhi cười nói. Hảo, về sau Khang Nhi muốn nhìn cái gì thư khiến cho người đưa tới được không a? Hảo, Khang Nhi cười tủm tỉm phi thường lớn tiếng nói. Chuyện audio cv.com. Mục Thanh Ca đi vào nhà kho lúc sau Minh Thúc liền đem đã tính tốt sổ sách đưa qua, Mục Thanh Ca nhìn liền đau đầu trực tiếp đặt ở một bên, Minh Thúc tựa hồ nhìn ra Mục Thanh Ca không thích. Đại tiểu thư, quản gia chính là như vậy, nhìn ra được tới ta không phải làm cái này liêu. Mục Thanh Ca nhu nhu huyệt thái dương. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Lý Nguyên thế nào? Minh Thúc kinh ngạc ngẩng đầu, hắn có thể nhìn ra đại tiểu thư tựa hồ thực vừa lòng cái này Lý Nguyên, muốn bồi dưỡng Lý Nguyên. Lý Nguyên, làm người cẩn thận, có tài có mạo, thật là cái không tồi nhân tài. Ta thúc hẳn là nhìn ra được tới ta muốn hảo hảo bồi dưỡng hắn. Mục Thanh Ca thấy Minh Thúc gật gật đầu, đứng lên nói. Thất di nương nhân từ nương tay, người như vậy quản không được to như vậy tướng phủ, Khang Nhi tuổi nhỏ mới 4 tuổi, khó bảo toàn về sau sẽ không bị người khi dễ đi, mà ta. Nói đến cùng chỉ là một cái nữ nhi ra, về sau vẫn là sẽ gả đi ra ngoài. Cho nên ta muốn bồi dưỡng Lý Nguyên làm hắn xử lý tướng phủ, trở thành Khang Nhi về sau cây trụ. Minh Thúc gật gật đầu. Vẫn là đại tiểu thư tưởng chu đáo, Lý Nguyên thật là phương diện này nhân tài. Sau giờ ngọ, thất hoàng tử nghênh ngang đi vào tướng phủ. Trực tiếp liền hướng lá dụng cư mà đi. Mục Thanh Ca vừa vặn ngủ chưa xong đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài đi một chút liền nhìn đến thất hoàng tử thân ảnh. Thất hoàng tử nhìn đến Mục Thanh Ca bay nhanh đi đến Mục Thanh Ca bên người. Thanh Ca, ngươi muốn đi đâu? Thấy nàng tựa hồ muốn đi ra ngoài chuẩn bị liền hỏi. Mục Thanh Ca có một đoạn thời gian không có gặp qua thất hoàng tử, liền cười cười nói. Đi ra ngoài đi một chút, gần nhất đều ở xử lý tướng phủ việc vặt vãnh, làm nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Thất hoàng tử cũng nghe nói Mục Thanh Ca mấy ngày nay đều ở quản gia. Hơn nữa Triệu gia người tới tướng phủ nháo sự đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hắn nghĩ lúc này Mục Thanh Ca hẳn là thực phiền, liền đề nghị. Nếu không, chúng ta đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, Mục Thanh Ca ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng nếu là học được cưỡi ngựa liền không cần lại ngồi xe ngựa như vậy tốn công. Hảo nha hảo nha, thất hoàng tử nhìn Mục Thanh Ca sáng lấp lánh hai con mắt nhìn chính mình, tức khắc trong lòng mềm kỳ cục. Kia đi thôi. Mục Thanh Ca không có làm sương khói cùng Lăng Phong đi theo. Một đường từ thất hoàng tử mang chính mình đi chọn ngựa sau đó tìm hảo địa phương cưỡi ngựa. Mục Thanh Ca lựa chọn một con cao lớn thành niên con ngựa trắng, thất hoàng tử nhìn Mục Thanh Ca tò mò bộ dáng cười nói. Người sẽ không có cưỡi qua ngựa đi. Mục Thanh Ca sắc mặt chưa biến. Như thế nào, không có cưỡi qua ngựa thực mất mặt sao? Thất hoàng tử hơi kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Phải biết rằng kinh đô rất nhiều nữ tử đều sẽ cưỡi ngựa. Hơn nữa kỵ đến độ không cần nam tử kém. Huống chi đại quan quý nhân nữ nhi đều bị yêu cầu học cưỡi ngựa. Tướng phủ nhị tiểu thư Mục Chỉ Lan tại đây một phương diện cũng phi thường xuất sắc. Chính là hắn không nghĩ tới thân là tướng phủ đại tiểu thư Mục Thanh Ca cư nhiên sẽ không cưỡi ngựa. Không mất mặt cùng lắm thì ta dạy cho ngươi. Thất hoàng tử nhìn Mục Thanh Ca trừng mắt hai con mắt, rất có người nói mất mặt liền trực tiếp phát lại đây cắn chết người xúc động. Mục Thanh Ca vừa lòng thu hồi tầm mắt, ở hiện đại nàng chưa từng có cưỡi qua ngựa, gần nhất còn lại là quá phiền toái. Kỵ cái mã còn muốn chạy rất xa, thứ hai còn lại là bởi vì nàng đã có bảo mã, BMW, còn cần kỵ cái gì mã, mà ở nơi này giao thông không phát đạt địa phương, nàng căn bản là không đến lựa chọn. Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 60. Kinh mã, nguồn truyện audio cv.com. Thất hoàng tử cấp Mục Thanh Ca làm mẫu chính quy lên ngựa động tác. Mục Thanh Ca học thất hoàng tử động tác chật vật bò lên trên mã, thất hoàng tử nhìn Mục Thanh Ca động tác bất đắc dĩ cười lắc đầu. Người không cần sợ hãi, buông ra lá gan ngồi trên đi thì tốt rồi, người lôi kéo cái này dây thường thời điểm không cần thật chặt bằng không con ngựa sẽ không thoải mái. Mục Thanh Ca nghiêm cẩn gật gật đầu, thất hoàng tử xoay người xuống ngựa cẩn thận cấp Mục Thanh Ca nắm con ngựa đi, Mục Thanh Ca hô khẩu khí, cưỡi ngựa cảm giác cũng không tệ lắm a, bất quá. Mục Thanh Ca sờ chính mình mông, bất quá như vậy đích xác không cần ngồi xe ngựa nhẹ nhàng a.
Một canh giờ lúc sau, Mục Thanh Ca đã cẳng có thể một mình cưỡi ở con ngựa thượng, Thất Hoàng Tử cưỡi một con hắc mã cũng cưỡi ở Mục Thanh Ca bên người, Mục Thanh Ca cười nhìn Thất Hoàng Tử nói. Rất có ý tứ, Thất Hoàng Tử nhìn nàng tươi đẹp miệng cười nao nao. Rõ ràng gương mặt này Ly Khuynh Quốc khuynh thành kém rất nhiều. Chính là vì cái gì hắn chính là cảm thấy nàng cười rộ lên như vậy Khuynh Quốc khuynh thành. Thất Hoàng Tử khụ một tiếng che giấu đáy mắt cảm xúc, Mục Thanh Ca không có nhìn đến Thất Hoàng Tử che giấu tình ý, dù cho thấy được đã nàng EQ cũng xem không hiểu. Thất đệ, Thất Hoàng Tử nhìn người tới lộ ra kinh ngạc biểu tình. Mục Thanh Ca quay đầu lại tức khắc mắt trợn trắng. Cư nhiên là Phượng Nguyệt Minh cùng Mục Chỉ Lan, lại đang xem đến bọn họ phía sau người Mục Thanh Ca hơi hơi kinh ngạc. Thế nhưng là hồi lâu không thấy Tam Hoàng Tử Phượng Hạo Hiên cùng Mộ Dung Thanh, Mục Chỉ Lan nhìn đến Thất Hoàng Tử mềm nhẹ kêu. Thất Hoàng Tử, Tam Ca Tư Ca Thanh Hà Quận Chúa. Thất Hoàng Tử ánh mắt dừng ở Mộ Dung Thanh trên người, cười nói. Hồi lâu chưa từng thấy Thanh Hà quận chúa như cũ như thế phong hoa tuyệt đại. Thất Hoàng Tử cũng như cũ như thế nói năng ngọt xớt. Mộ Dung Thanh hiển nhiên cùng này vài vị hoàng tử rất quen thuộc. Ngôn ngữ chi gian cũng mang theo ba phần tiêu sái, mà bên người nàng Mục Chỉ Lan sắc mặt có chút mất tự nhiên, rốt cuộc Thất Hoàng Tử chính là trực tiếp nhảy vọt qua nàng, Mục Chỉ Lan không tự giác nắm khởi trong tay cương ngựa. Phượng Hạo Hiên tầm mắt dừng ở Mục Thanh Ca trên người. Mục Thanh Ca cùng này đối thượng, Mục Thanh Ca nhàn nhạt gật đầu, Phượng Hạo Hiên hơi hơi gật đầu, mà một bên Phượng Nguyệt Minh còn lại là kỵ đến Mục Thanh Ca bên người. Người tưởng cưỡi ngựa như thế nào không cho người gọi ta? Hắn hôm nay đi tìm Mục Thanh Ca lại nghe bị Thất Hoàng Tử mang ra tới cưỡi ngựa. Phượng Nguyệt Minh tức giận đến chết khiếp dứt khoát liền lôi kéo Mục Chỉ Lan một khối ra tới không nghĩ tới gặp Phượng Hạo Hiên cùng Mộ Dung Thanh, dứt khoát cùng nhau lại đây. Mục Thanh Ca liếc mắt Phượng Nguyệt Minh, người này thật là đánh không chết tiểu cường a. Mục Thanh Ca không có muốn phản ứng Phượng Nguyệt Minh, một bên Mộ Dung Thanh nhìn ra Mục Thanh Ca không vui, vì thế bị vì chính mình vị này biểu ca giải vây. Thụy Dương quận chúa, đã lâu không thấy. Mục Thanh Ca giơ lên một tia cười kêu. Thanh Hà quận chúa, nếu cưỡi ngựa lời nói, chúng ta cùng nhau đi. Mộ Dung quét đường phố. Cũng hảo, cho nên nguyên bản hai người lữ trình ngạnh sinh sinh biến thành sáu cá nhân. Đương nhiên còn có Mộ Dung Thanh hai cái nha hoàn cùng một bên hầu hạ Mục Chỉ Lan Linh Nhi. So sánh với các nàng đều mang theo chính mình bên người nha hoàn, Mục Thanh Ca nhưng thật ra một người, thoạt nhìn là cái khác loại, Thất Hoàng Tử cười nói. Thanh Ca, người nhưng thật ra nữ tử trung khác loại a, người nói người tốt xấu cũng là Thụy Dương quận chúa, như thế nào bên người liền không có một cái hầu hạ người đâu. Chuyện audio cv.com Kỳ thật Thất Hoàng Tử một phen nói xong tất cả đều là xuất từ thiện ý. Mục Thanh Ca trực tiếp cho Thất Hoàng Tử một cái xem thường, sau đó nhìn mắt đi theo Mục Chỉ Lan mã mặt sau Linh Nhi chớp mắt nói. Thất Hoàng Tử, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta tướng phủ hiện giờ nghèo thành cái dạng gì sao? Ta nơi nào có tiền đi sai sử nha đầu a? Một bên Mục Chỉ Lan sắc mặt biến đổi. Phượng Nguyệt Minh nói, ngươi nếu là thích ta minh cái làm người đưa mấy cái lanh lợi nha đầu cho ngươi. Miễn ta cảm thấy ta hiện tại khá tốt. Mục Thanh Ca tùy ý vẫy vẫy tay, tiêu sái bộ dáng hoàn toàn liền không giống như là cái nữ tử. Thất Hoàng Tử nhìn mắt Mục Thanh Ca động tác đáy mắt hàm chứa một mặt ý cười. Mộ Dung Thanh nhưng thật ra thực thưởng thức Mục Thanh Ca như thế tiêu sái bộ dáng. Nguyệt Minh biểu ca, hống nữ hài này bộ ngươi về sau vẫn là muốn nhiều học học a, nhưng đừng lấy Thụy Dương quận chúa trở thành giống nhau dung chi tục phấn. Nàng giấu giếm thâm ý nói làm bên cạnh Mục Chỉ Lan sắc mặt càng thêm không tốt, suýt nữa liền phải trực tiếp ngã xuống mã đi, Mộ Dung Thanh ám phúng nhìn mắt Mục Chỉ Lan. Kia về sau Thanh Nhi ngươi cần phải vì biểu ca ra ra chủ ý a. Phượng Nguyệt Minh luôn luôn thực thích cái này biểu muội vì thế cười nói. Mục Chỉ Lan miễn cưỡng cười cười nhìn các vị, khả năng kỵ lâu lắm, Chỉ Lan đi xuống nghỉ ngơi một chút. Sau đó lưu loát xoay người, lại bởi vì sắc mặt tái nhợt thất hồn lạc phách thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn Linh Nhi nhanh chóng tiến lên nâng trụ mới miễn nàng mất mặt. Phượng Nguyệt Minh nhìn mắt Mục Chỉ Lan, sau đó nói. Vậy tại chỗ nghỉ ngơi một hồi đi. Nói nhìn về phía Mục Thanh Ca vừa vặn cảm thấy chính mình mông đặc biệt không thoải mái vì thế gật gật đầu, Thất Hoàng Tử thấy Mục Thanh Ca gật gật đầu cũng không nói thêm gì.
Mục Thanh Ca lên ngựa xuống ngựa như cũ là phi thường chật vật. Cho nên nàng thực dứt khoát trực tiếp ngồi ở mặt trên không đi xuống. Mà Phượng Nguyệt Minh có tâm cùng Mục Thanh Ca nói chuyện cũng liền không có xuống ngựa. Thất hoàng tử nhìn Phượng Nguyệt Minh có nhìn xem Mục Thanh Ca dứt khoát cũng liền ngồi ở trên ngựa cố ý vô tình kéo ra Mục Thanh Ca cùng Phượng Nguyệt Minh khoảng cách. Một bên Phượng Hạo Hiên tùy ý nhìn xem chung quanh. Mộ Dung Thanh biết chính mình biểu ca ý tứ, nhìn đến thất hoàng tử bộ dáng bất đắc dĩ cười, nàng nhàn rỗi nhàm chán cũng liền cùng bên cạnh Phượng Hạo Hiên trò chuyện. Thanh ca, mấy ngày trước mẫu hậu còn cùng ta nhắc tới ngươi đã lâu đều chưa từng tiến cung đi xem nàng, nhưng thật ra làm nàng rất là tưởng niệm. Phượng Nguyệt Minh ôn hòa nói, ngữ khí bên trong lại mang theo ba phần thật cẩn thận tựa hồ thực sợ hãi đắc tội vị này tiểu tổ tông. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Nguyệt Minh nói. Ngượng ngùng tứ hoàng tử, hôm nay chỉ sợ ta đều không có thời gian tiến cung, về sau tự nhiên tiến cung tự mình hướng hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Thất hoàng tử nhìn đến chính mình tứ ca bị nhục đại khoái nhân tâm a. Đúng rồi, ta mấy ngày trước nghe người ta trong lúc vô tình nói lên vân gì sự tình. Thất hoàng tử nhìn đến Mục Thanh Ca sắc mặt trầm xuống, thở dài. Người cũng không cần quá thương tâm, Vân Di nói vậy cũng hy vọng nhìn đến một cái vui vui vẻ vẻ Mục Thanh Ca. Vân Di qua đời sự tình Phượng Nguyệt Minh tự nhiên cũng nghe nói. Chỉ là hắn không có đương một chuyện rốt cuộc chỉ là một cái hạ nhân. Chính là nhìn đến Mục Thanh Ca sắc mặt tựa hồ có chút không đúng, Phượng Nguyệt Minh mọi chuyện tính kế lại quên mất nhân tâm, ở Mục Thanh Ca trong lòng Vân Di giống như mẫu thân giống nhau. Cái này ta không nghĩ để... Mục Thanh Ca lãnh đạm nói, tay có một chút không một chút vuốt ve dưới thân con ngựa. Thất hoàng tử gật gật đầu. Mục Chỉ Lan bị Linh Nhi nâng. Nàng nhìn giống như chúng tinh phủng nguyệt Mục Thanh Ca đáy mắt hận ý khó tiêu. Nhìn tựa hồ không có người chú ý tới các nàng bên này. Vì thế cấp Linh Nhi nháy mắt. Linh Nhi gật đầu, Mục Chỉ Lan ngay từ đầu liền đã nhìn ra Mục Thanh Ca cưỡi ngựa tư thế chính là một cái người mới học. Mặc kệ nàng như thế nào đều che giấu không được, Mục Chỉ Lan thấy Linh Nhi đã minh bạch liền đi tới Phượng Nguyệt Minh bên kia kêu. Tứ hoàng tử, Linh Nhi thừa dịp không ai chú ý thật cẩn thận đi đến Mục Thanh Ca mông ngựa mặt sau. Nàng lặng lẽ nhổ xuống trên đầu cây châm sau đó phi thường nhanh chóng ngoan độc chát đến mông ngựa mặt sau. Sau đó chỉ nghe được con ngựa giơ lên trước chân đối thiên trường giống một tiếng như mũi tên giống nhau trực tiếp bắn ra đi a, Mục Thanh Ca kinh hồn thanh âm đột nhiên kêu khởi cách trương. Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 61. Bỏ tốt bảo xe, nguồn truyện audio cv.com. Thất hoàng tử phản ứng nhanh nhất cưỡi ngựa nhi đột nhiên chạy như bay qua đi. Thanh ca. Phượng Nguyệt Minh sửng sốt dưới đột nhiên đuổi theo qua đi. Mà nguyên bản đang ở cùng Mộ Dung Thanh nói chuyện Phượng Hạo Hiên đáy mắt khiếp sợ chợt lóe cũng đột nhiên đuổi theo qua đi. Ba người bên trong Phượng Hạo Hiên thuật cưỡi ngựa là lợi hại nhất, chỉ chốc lát liền đã đuổi theo thất hoàng tử sau đó đột nhiên truy hướng Mục Thanh Ca. Mộ Dung Thanh kinh ngạc nhìn này đột phát trạng huống, trong óc bên trong lại nghĩ con ngựa không có khả năng đột nhiên liền phát cuồng. Nàng tầm mắt dừng ở Mục Chỉ Lan trên người. Chính là vừa rồi Mục Chỉ Lan đang ở biểu ca nói chuyện. Mộ Dung ngươi đi đâu cái nhíu nhíu mày lại nhìn đến Mục Chỉ Lan thị nữ vẻ mặt kinh hoàng. Lại rất mau liền chấn định xuống dưới, Mộ Dung Thanh từ trước đến nay thông minh liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rốt cuộc là ai động tay động chân. Mục Thanh ca tay căn bản là với không tới phía trước cương ngựa. Phượng Hạo Hiên đi theo Mục Thanh Ca phía sau, nhìn nàng thân mình phi thường không xong, nếu vẫn luôn cái dạng này thực mau là có thể bị con ngựa ngã xuống. Thanh Ca tiểu thư thân mình không cần về phía sau đảo tận lực trước phác. Mục Thanh Ca nghe được Phượng Hạo Hiên nói thân mình chậm rãi trước phác. Nhưng là con ngựa chạy vội tốc độ quá nhanh, nàng cảm giác chính mình phổi đều phải bị đỉnh ra tới. Chẳng lẽ váng đầu hoa mắt nhìn con ngựa vẫn luôn hướng dày đặc địa phương chạy tới, nhánh cây từ chính mình trên người xẹt qua rất đau, Phượng Hạo Hiên rốt cuộc đuổi theo Mục Thanh Ca con ngựa. Tay cho ta. Mục Thanh Ca cố sức đem tay đưa cho hắn. Phượng Hạo Hiên mắt thấy liền sắp bắt lấy Mục Thanh Ca tay. Đột nhiên Mục Thanh Ca dưới thân con ngựa ngửa mặt lên trời trường kêu một tiếng trực tiếp đem Mục Thanh Ca cấp quăng ngã đi xuống. Phượng Hạo Hiên cả kinh cả người nhào hướng Mục Thanh Ca.
hai người trực tiếp quay cuồng rơi xuống đất, bởi vì vừa vặn là hạ sườn núi cho nên hai người ôm thành một đoàn trực tiếp lăn đi xuống, Phượng Hạo Hiên ôm Mục Thanh Ca đôi tay tận lực che chở nàng. Bên này đuổi theo Phượng Nguyệt Minh cùng Thất Hoàng Tử sắc mặt biến đổi đột nhiên xuống ngựa hướng bọn họ mà đi. Thanh Ca, Tam Ca, Mục Thanh Ca váng đầu hoa mắt ghé vào Phượng Hạo Hiên ngược. Nàng biết trượt xuống quá trình bên trong Phượng Hạo Hiên che chở chính mình. Cho nên nàng cũng không có chịu nghiêm trọng thương, chỉ là quần áo cùng tóc hỗn độn có vài phần chật vật. Đặc biệt là hữu ngạch khoát thương có vài phần nhìn thấy ghê người, Mục Thanh Ca vừa nhấc đầu liền nhìn đến dưới thân Phượng Hạo Hiên vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình hỏi. Người không sao chứ? Mục Thanh Ca trong lòng khẽ nhúc nhích lắc đầu ngồi dậy. Ta không có việc gì. Cách nửa sẽ, nàng mới nghiêm túc chăm chú nhìn Phượng Hạo Hiên. Cảm ơn ngươi. Phượng Hạo Hiên nhìn nàng kia một đôi quen thuộc hai mắt, đáy mắt hàm chứa một mạt nghi hoặc cười cười. Phượng Nguyệt Minh động tác phi thường nhanh chóng kéo qua Mục Thanh Ca cánh tay. Người thế nào, không có việc gì đi, bởi vì dục ngựa lao nhanh, lại bởi vì chạy trốn thức cấp, tóc của hắn cũng có một chút hỗn độn, trên mặt mang theo vô cùng nôn nóng, Mục Thanh Ca có chút xem ngây người, Phượng Nguyệt Minh lại đột nhiên trực tiếp đem Mục Thanh Ca hung hăng ôm vào trong ngực. truyệnaudiocv.com Còn hảo ngươi không có việc gì, còn hảo ngươi không có việc gì. Phượng Nguyệt Minh vô pháp tưởng tượng vừa rồi kia một khắc hắn lo lắng tâm tình. Chỉnh trái tim đều giống như phải bị hắc ám cắn nuốt rớt giống nhau, hắn rõ ràng thực chán ghét Mục Thanh Ca chính là kia một khắc hắn thế nhưng có một loại sợ hãi mất đi nàng cảm giác. Mục Thanh Ca thực không tự giác nâng lên đôi tay muốn đẩy ra Phượng Nguyệt Minh, lại phát hiện hắn thân mình có rất nhỏ run rẩy, vừa rồi nôn nóng cũng không như là giả. Đi theo mà đến Thất Hoàng Tử nhìn đến Phượng Nguyệt Minh động tác ánh mắt buồn bã, lại không có nói cái gì trực tiếp đem Phượng Hạo Hiên đỡ lên. Tam Ca, không có việc gì đi. Phượng Hạo Hiên nhìn ôm nhau hai người giữa mày nhíu lại, sau đó lắc đầu nói. Ta không có việc gì. Mục Thanh Ca nghe được bên cạnh hai người đối thoại đột nhiên đẩy ra Phượng Nguyệt Minh, Phượng Nguyệt Minh cũng không có sinh khí duỗi tay nâng dậy Mục Thanh Ca. Chúng ta trở về tìm cái ngự y nhìn xem rốt cuộc có nặng lắm không? Đừng bị thương nơi nào. Ta không có việc gì. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, duỗi tay vỗ một chút cái trán chảy ra địa phương. Phượng Nguyệt Minh ba người tự nhiên cũng thấy được Mục Thanh Ca cái trán miệng vết thương, Thất Hoàng Tử nhìn mắt bên kia ngựa nói. Nơi này mã đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, đột nhiên phát cuồng là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế cùng Phượng Hạo Hiên, Phượng Nguyệt Minh liếc nhau. 15 phút lúc sau, mọi người đều về tới trại nuôi ngựa bên cạnh phòng ốc bên trong. Rốt cuộc sao lại thế này? Phượng Nguyệt Minh đối với thủ hạ người ta nói. Trại nuôi ngựa nô tài hai mặt nhìn nhau, mà Phượng Hạo Hiên thuộc hạ Thanh Hoa đã lấy ra một cây mang huyết cây châm. Thuộc hạ xem xét thời điểm phát hiện Thụy Dương quận chúa mông ngựa mặt sau có cái miệng vết thương, đã thẩm tra đối chiếu qua, đúng là này chi bị ném xuống cây châm việc làm. Mục Chỉ Lan phía sau Linh Nhi nhìn đến kia chi cây châm sắc mặt trắng bệch, lúc ấy nàng quá sợ hãi liền đem cây châm tùy ý ném xuống đất nghĩ hẳn là không có người sẽ chú ý lại không có nghĩ đến. Đây là ai? Phượng Hạo Hiên tùy tay cầm lấy kia chi cây châm. Hôm nay nữ quyến cũng không nhiều. Cũng chỉ có Thụy Dương quận chúa, Thanh Hà quận chúa, Mục Chỉ Lan, cùng ba cái nha hoàn. Này chi cây châm như thế mộc mạc đơn giản hiển nhiên không có khả năng là các tiểu thư. Mà Thanh Hà quận chúa hai cái nha hoàn đều là trăm dặm mới tìm được một quần áo cùng trang trí đều giống nhau các tiểu thư kém, hiển nhiên cũng không phải các nàng. Mà ở chàng người tự nhiên đều minh bạch đạo lý này. Tầm mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Linh Nhi. Mà Linh Nhi nhìn thấy tầm mắt mọi người nhìn chính mình, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà phát run, hiện tại mọi người đều minh bạch Linh Nhi đột nhiên quỳ trên mặt đất. Ta, không phải ta, thật sự không phải ta. Phượng Nguyệt Minh sắc mặt trầm xuống, nhìn Mục Chỉ Lan tầm mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Mục Chỉ Lan mím môi, Thất Hoàng Tử nhìn quỳ trên mặt đất phát run Linh Nhi, rất có hứng thú nhìn sắc mặt không tốt Mục Chỉ Lan nói. Không phải ngươi, đó là ai? Hay là này chi cây châm vẫn là tiểu thư nhà ngươi? Mục Thanh Ca trước sau đều không có mở miệng, chấn định giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau. Linh Nhi nghe được Thất Hoàng Tử nói như vậy đột nhiên lắc đầu, Thất Hoàng Tử nhìn Mục Chỉ Lan hỏi. Chỉ Lan tiểu thư có biết này chi cây châm là của ai?
Mục Chỉ Lan nhắm mắt, lại mở mắt liền không có một chút cảm xúc, nàng nhìn về phía Linh Nhi chất vấn. Linh Nhi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nhìn Linh Nhi không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, Mục Chỉ Lan song quyền nắm chặt lạnh giọng cả giận nói. Ngươi làm như vậy hãm ta với chỗ nào, ngươi rõ ràng liền biết tỷ tỷ đối ta mà nói là cỡ nào quan trọng, ta sao có thể thương tổn tỷ tỷ. Tiểu thư, ngươi, Linh Nhi nhìn đến Mục Chỉ Lan trong mắt hung ác, đột nhiên nhớ tới trong nhà tuổi già mẫu thân cùng ấu đệ, nàng gắt gao thủ sẵn chính mình hai chân. Tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ không biết đại tiểu thư thuật cưỡi ngựa không tốt, đại tiểu thư thực xin lỗi, hết thảy đều là nô tỳ sai, còn thỉnh đại tiểu thư bỏ qua cho nô tỳ lúc này đây. Bỏ tốt bảo xe, Mục Thanh Ca khóe miệng nhẹ cong, mà bên cạnh Mộ Dung Thanh nhìn mắt Mục Chỉ Lan. Linh Nhi cái này nha đầu đi theo Mục Chỉ Lan cũng có nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới nàng nói xá là có thể xá đi ra ngoài. Đối người một nhà đều như vậy tàn nhẫn. Đồng dạng Mộ Dung Hoàn chả cảm thấy Mục Chỉ Lan thực ngu xuẩn, cái kia dưới tình huống xuống tay thực dễ dàng bại lộ chính mình, chỉ cần hơi chút một tra là có thể điều tra ra. Người xác định không có người sai xử ngươi. Thất hoàng tử từ Phượng Hạo Hiên bên kia tiếp nhận kia chi mang huyết cây châm, thưởng thức hỏi. Người một cái nha hoàn dám dễ dàng đối chủ tử động thủ, nói ra phía sau màn sai xử người, bổn hoàng tử còn có thể từ nhẹ xử lý, cách trương. Ngu dại độc phi không dễ chọc chương 62. Loạn côn đánh chết nguồn truyện audio cv.com. Mục Chỉ Lan hít sâu một hơi nhìn thất hoàng tử nói. Thất hoàng tử đây là tại hoài nghi ta sao? Bổn hoàng tử nhưng không có như vậy nói. Thất hoàng tử cười như không cười mở ra tay mình. Mục Chỉ Lan nhìn về phía sắc mặt phi thường không tốt Phượng Nguyệt Minh, hơi hơi tiến lên vài bước đi đến Phượng Nguyệt Minh trước mặt. Tứ hoàng tử, ngươi tin ta, ta thật sự không có. Chính là nhìn đến Phượng Nguyệt Minh mặt lại trước sau thờ ơ, Mục Chỉ Lan hai mắt rưng rưng, lại lần nữa đi đến Mục Thanh Ca bên người chậm rãi quỳ gối nàng bên chân. Tỷ tỷ ta thật sự không có, ta sao có thể phân phó Linh Nhi đi làm loại chuyện này. Tỷ tỷ, Mục Thanh Ca nhìn quỳ gối chính mình bên chân người, thở dài nói. Chỉ Lan muội muội, chúng ta cũng không có hoài nghi người ý tứ, ta tin tưởng thất hoàng tử cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút. Những lời này, làm Mục Chỉ Lan sắc mặt càng thêm không tốt, đôi môi đều hơi hơi run rẩy, nói mình như vậy chính là không đánh đã khai sao. Linh Nhi đột nhiên dập đầu kêu lên, không có người sai xử nô tỳ làm như vậy, nô tỳ chỉ là thế tiểu thư xem bất quá, đại tiểu thư đem tam di nương bức điên, còn cắt xén đối đãi tiểu thư. Nô tỳ chỉ là xem bất quá mà thôi, liền muốn nho nhỏ giáo huấn đại tiểu thư, lại không có nghĩ đến đại tiểu thư thuật cưỡi ngựa không tinh. Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự không phải cố ý, nếu nô tỳ sớm biết rằng ngài không am hiểu cưỡi ngựa liền tính đánh chết nô tỳ cũng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Mọi người nghe được câu kia đem tam di nương bức điên đều là cả kinh. Đồng thời nhìn về phía Mục Thanh Ca phản ứng. Mục Thanh Ca như là không có nghe được giống nhau thong thả ung dung phẩm trà, mà thất hoàng tử nhưng thật ra rất có hứng thú đi đến Mục Thanh Ca bên người cười nói. Thanh Ca à ta như thế nào không biết ngươi còn có bổn sự này, cư nhiên có thể đem trong phủ di nương bức điên. Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt đối với thất hoàng tử mắt trợn trắng, thất hoàng tử buồn cười cười rộ lên. Chỉ Lan muội muội, ngươi nha hoàn nói ta đem mẫu thân ngươi bức điên rồi, việc này ngươi thấy thế nào a? Mục Chỉ Lan nước mắt lưng tròng nhìn Mục Thanh Ca, lại lo lắng nhìn người bên cạnh, dáng vẻ kia giống như chính như Mục Thanh Ca lời nói, nàng bởi vì sợ hãi mà không dám nói ra, Mục Thanh Ca nhìn Mục Chỉ Lan bộ dáng khóe miệng giơ lên một tia ý cười. Con người của ta, luôn luôn đều không thích người khác nói ta nhàn thoại, Linh Nhi, người nói ta đem tam di nương bức điên. Có chứng cứ sao, hơn nữa ta như thế nào không biết tam di nương điên rồi. Đây là khi nào phát sinh sự tình, Linh Nhi cả kinh, đột nhiên nhớ tới tướng gia từng đối trong phủ người hạ cấm khẩu lệnh, bất luận kẻ nào đều không chuẩn hướng ra phía ngoài mặt truyền ra tam di nương điên rồi lời nói. Nô tỳ, nô tỳ. Chuyện audio cv.com, Linh Nhi ấp úng không dám nói đi xuống.
tỷ tỷ, Linh Nhi chỉ là nhất thời hoảng loạn sợ tới mức nói không lựa lời, còn thỉnh tỷ tỷ thứ tội. Mục Chỉ Lan nói, Phượng Hạo Hiên như suy tư gì nhìn Mục Thanh Ca, Phượng Nguyệt Minh còn lại là hắc mặt nhìn về phía Mục Chỉ Lan. Nhìn nàng chảy nước mắt quỳ gối Mục Thanh Ca bên cạnh người. Mà Mục Thanh Ca lại vân đạm phong khinh ngồi ở chỗ kia, tương đối so với hạ, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy Mục Thanh Ca cao quý hào phóng, như vậy nữ nhân mới xứng đôi chính mình. Mà Mục Chỉ Lan, gần chỉ là gương mặt kia xinh đẹp như hoa, này cũng không thay đổi được nàng trong xương cốt mặt đê tiện huyết, Phượng Nguyệt Minh liền không rõ trước kia như thế nào chính mình liền mắt bị mù sẽ thích thượng Mục Chỉ Lan. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng lên không có đi đỡ quỳ Mục Chỉ Lan. Nếu sự tình đại bạch như vậy đối với Linh Nhi xử trí vài vị hoàng tử có ý kiến gì đâu. Phượng Hạo Hiên nhàn nhạt quét mắt Linh Nhi, mà Phượng Nguyệt Minh còn lại là một chút đều không để bụng người này chết sống, thất hoàng tử nhìn xem Tam Ca lại nhìn xem Tư Ca, cuối cùng nhìn mắt Mộ Dung Thanh nói. Ta nghe nói Mộ Dung gia luôn luôn đều là quản giáo nghiêm cẩn, Thanh Hà quận chúa thấy thế nào đâu. Mộ Dung quét đường phố. Làm hại nhân kiêng kỵ nhất chính là đối chủ tử có gây rối chi tâm. Một thân đương sát Thanh Ca tiểu thư là hoàng thượng thân phong Thụy Dương quận chúa, lại nhân người suýt nữa bỏ mạng, lấy ta tới xem, người này đương chu. Linh Nhi nghe được Mộ Dung Thanh nói sợ tới mức nhào vào trên mặt đất, lại ở phản ứng lại đây lúc sau đột nhiên bổ nhào vào Mục Thanh Ca bên chân khóc ròng nói. Đại tiểu thư, nô tỳ thật sự biết sai rồi. Nô tỳ về sau cũng không dám nữa, còn thỉnh đại tiểu thư buông tha nô tỳ người nhà đi, muốn đền mạng liền lấy nô tỳ tánh mạng đi, đại tiểu thư, cầu xin ngươi, đại tiểu thư. Mục Chỉ Lan kêu, tỷ tỷ, Linh Nhi đã biết sai rồi, còn thỉnh tỷ tỷ xem ở Linh Nhi đi theo Chỉ Lan nhiều năm phân thượng, tỷ tỷ liền từ nhẹ xử lý đi. Ở nàng nhất bất lực, nhất yêu cầu người an ủi thời điểm Linh Nhi vẫn luôn đều làm bạn ở chính mình bên người. Nhiều năm xuống dưới hai người tình cảm đã không phải một chút, lúc này đây cũng thật sự là không có cách nào mới đưa nàng rời khỏi tới. Mục Thanh Ca nhìn về phía thất hoàng tử cùng Phượng Hạo Hiên, Phượng Nguyệt Minh thấy Mục Thanh Ca tầm mắt không có nhìn về phía chính mình, phẫn nộ nói thẳng. Loại người này lưu trữ làm gì, người tới, kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Đúng vậy, hai cái nô tài liền mạnh mẽ đem trên mặt đất quỳ Linh Nhi lôi đi, Linh Nhi kêu to nói. Đại tiểu thư, còn thỉnh buông tha nô tỳ người nhà đi, đại tiểu thư, nô tỳ cầu xin ngươi. Dù cho nhìn không tới người, nàng thanh âm cũng vẫn luôn ở quanh quẩn, bên ngoài truyền đến nàng thét chói tai thanh âm. Mục Thanh Ca nói, một người làm việc một người đương, ngụ ý chính là buông tha nàng người nhà. Nàng tùy ý nhìn mắt tê liệt trên mặt đất Mục Chỉ Lan. Sau đó dẫn đầu đi ra ngoài nhìn bị đánh hơi thở thoi thóp Linh Nhi, bất luận kẻ nào đều sẽ phạm sai lầm, nhưng là lúc này đây Mục Thanh Ca sẽ không tha thứ Linh Nhi. Linh Nhi đối chính mình con ngựa động thủ, Mục Thanh Ca kỳ thật đã sớm biết lại không có ngăn cản. Này một chỗ trò hay chính là nàng cố tình an bài. Ở con ngựa điên cuồng thời điểm nàng hoàn toàn có năng lực bảo hộ chính mình. Nàng có thể ở nháy mắt liền đem con ngựa phóng đảo. Nhưng là nàng không có làm như vậy, nàng tự nhiên cũng biết Linh Nhi sẽ một mình gánh chịu. Chỉ là nàng muốn cho Mục Chỉ Lan bên người không có một cái có thể tin người thôi, Triệu Mẫn Thanh giết Vân gì, như vậy liền trước lấy Mục Chỉ Lan tín nhiệm nhất người tới tương để đi. Có một câu nói rất đúng, ra tới hỗn khẳng định là phải trả lại, ở ngươi muốn động thủ kia một khắc liền chú định ngươi đi rồi một cái bất quy lộ. Mục Thanh Ca nhìn Linh Nhi cả người là huyết bộ dáng mặt vô thần sắc trực tiếp rời đi, nàng buông tha nàng vô tội người nhà đã thuộc nhân từ. Mục Thanh Ca đi rồi, đại gia cũng liền đi theo tan, thất hoàng tử tự nhiên là nhanh chóng đi theo Mục Thanh Ca phía sau rời đi. Mà Mộ Dung Thanh còn lại là cùng Phượng Hạo Hiên cùng nhau rời đi. Mộ Dung Thanh nhìn Linh Nhi thi thể đáy mắt hiện lên một tia quang mang, Mục Thanh Ca quá mức nhân từ nương tay, có lẽ này đối chính mình mà nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Mục Chỉ Lan ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn bên ngoài trừng mắt hai chỉ mắt to chết không nhắm mắt Linh Nhi. Nước mắt một giọt rơi xuống, bên người nàng thân cận người không có nhiều ít, càng đừng nói là tín nhiệm người, nhiều năm như vậy tới nàng nhất tín nhiệm chính là Linh Nhi, hiện giờ lại. Phượng Nguyệt Minh không có rời đi, tuy rằng hắn rất muốn đi theo Mục Thanh Ca đi, nhưng là hiện tại hắn có càng chuyện quan trọng làm, Phượng Nguyệt Minh ngồi xổm xuống thân mình hung hăng chế trụ Mục Chỉ Lan cằm.
ta mang ngươi tới, không phải làm ngươi tới hại Thanh ca. Không, Nguyệt Minh ngươi tin tưởng ta, ta thật sự không có, Mục Chỉ Lan đột nhiên lắc đầu, ý đồ đả động Phượng Nguyệt Minh, cách Trương.